10 kiệt tác cổ vật Trung Hoa khiến thế giới thán phục. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Trong video ngày hôm nay sẽ là những kiệt tác bậc nhất thế giới khiến cả thế giới thán phục. Cho dù chúng ta có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cao đến đâu chăng nữa, cũng khó có thể tạo ra được phiên bản thứ hai của những điều sau đây. Chiếc bát cẩm thạch Ngưu Mỹ Nhân Ngư đề thơ được xếp thứ nhất trong những tác phẩm nghệ thuật đồ gốm Trung Quốc và được mua với giá gần 1,5 tỷ đô la Hồng Kông. Hay một chiếc đèn được thiết kế tinh vi bảo vệ môi trường thời thượng, một kiệt tác hội họa không phai màu sau hơn 1.000 năm. Bạn phải xếp hàng 3 tiếng mới được vào xem và chỉ được ngắm bức tranh này trong vòng 5 phút. Tất cả đủ để cả thế giới phải ngả mũ thán phục trí tuệ và sự sáng tạo của người Trung Quốc cổ đại. Như chúng ta đều đã biết, nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa từng rất huy hoàng rực rỡ, đầy đủ văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc và những phát minh tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá 10 tuyệt tác Trung Hoa cổ đại khiến không chỉ nhà khoa học mà cả thế giới đều phải trầm trồ. 1. Gương ma thuật. Suốt hơn 1.000 năm qua, một loại cổ vật quý hiếm của Trung Quốc đã khiến các nhà khoa học phải vò đầu bứt tai. Đó là một chiếc gương đồng đánh bóng có hoa văn đúc ở mặt sau. Bề mặt chiếc gương được đánh bóng trông rất bình thường. Nhưng khi ánh sáng được chiếu vào bề mặt, thì hoa văn trang trí mặt ngược lại sẽ được phản chiếu ra ngoài, như thể chiếc gương đồng rắn đã trở nên trong suốt. Các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao chiếc gương đồng có thể phản chiếu hình ảnh tuyệt vời như vậy. Và tất nhiên, họ cũng chưa thể tái tạo một bản sao của chiếc gương ma thuật. 2. Thiên Lý Giang Sơn, kiệt tác 1.000 năm của Trung Quốc. Bạn có tin rằng một bức tranh cổ cách đây 1.000 năm lại giống như một tấm bản đồ chụp từ trên cao không? Kỳ thực, đây là kiệt tác hội họa có tên Thiên Lý Giang Sơn của Vương Hy Mạnh của thời nhà Tống. Ngày nay, nếu đến bảo tàng cổ Trung Quốc, bạn có thể phải xếp hàng 3 tiếng mới được vào trong và chỉ được ngắm bức tranh này trong vòng 5 phút. Đây chính là một trong 10 kiệt tác hội họa nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tác phẩm này là tranh lụa dạng cuộn dài 12m và cao 0,5m, mô tả núi đồi trùng điệp, sông hồ rộng lớn. Tương truyền khi ra đời, tác phẩm được ca tụng là mọi điểm, mọi chi tiết đều hoàn mỹ. Chỉ một điểm nhỏ trên bức tranh cũng tỉ mỉ và cầu kỳ. Điểm đặc biệt là màu sắc của bức tranh làm từ ngọc và vỏ sò khiến nó không bị phai màu sau hàng ngàn năm. Vương Hy Mạnh là học trò duy nhất của Hoàng đế Tống Huy Tông. Nhưng khi Hoàng đế lần đầu tiên nhìn vào bức tranh này đã phải thốt lên rằng trẫm năm 18 tuổi cũng không thể vẽ ra cảnh non sông xanh tươi như vậy. Đây chính là trò giỏi hơn thầy. Vương Hy Mạnh vẽ Thiên Lý Giang Sơn năm 18 tuổi và qua đời khi mới 23 tuổi. Đây là tác phẩm duy nhất còn lưu lại của ông. Không có văn tự hay ghi chép nào về cái chết của ông. Cho đến nay, đây vẫn còn là một ẩn đố. 3. Bác Cẩm Thạch Ngưu Mỹ Nhân Ngư đề thơ. Năm 2018, một triển lãm tại Hồng Kông đặc biệt đưa bát cẩm thạch Ngưu Mỹ Nhân Ngư đề thơ từ thời vua Càn Long ra đấu giá và nó được mua với giá 1,48 tỷ đô la Hồng Kông, thêm tiền hoa hồng gần 170 triệu đô la Hồng Kông. Chiếc bát được xếp thứ nhất trong những tác phẩm đồ gốm Trung Quốc. Sứ cẩm thạch là công nghệ kỹ thuật độc quyền của hoàng gia, không thể được truyền ra ngoài, chỉ giới hạn sử dụng trong cung đình hoàng thất. Chiếc bát sứ này được vẽ những bông hoa Ngưu Mỹ Nhân đạm nhã đầy ý thơ. Chắc hẳn nhiều người đã quen thuộc câu chuyện tình yêu của Hạng Vũ và Ngưu Mỹ Nhân. Trên chiếc bát để hai câu thơ từ Vịnh Ngưu Mỹ Nhân Thảo của thi nhân Từ Quế ám chỉ số mạng hai con người. Hạng Vũ tự vẫn trên sông Ô Giang, Ngưu Mỹ Nhân múa kiếm mà chết trong màn trướng. Truyền thuyết nói rằng tại nơi nàng chết mọc ra một loài hoa lạ, vì thế mà đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Ngưu Mỹ Nhân. Một cổ vật vô cùng tinh xảo lưu lại trang lịch sử bi tráng, vì thế mà trở nên quý giá vô cùng. 4. Đồ đồng tráng men cảnh Thái Lam. Từ cổ chí kim, trong các quốc bảo Trung Hoa đạt đến trình độ đỉnh cao, thì đồ tráng men cảnh Thái Lam được xem là đệ nhất quốc bảo và trở thành vật phẩm ngoại giao.
đầu năm 1793, đoàn ngoại giao nước Anh đã đến thăm Trung Quốc. Vua Càn Long tặng cho họ đồ tráng men cảnh Thái Lam. Có thể thấy, vật phẩm này rất quý giá. Nó sử dụng những sợi tơ mỏng bằng đồng mềm mại làm thành những loại hoa văn. Sau đó đưa men sứ cẩm thạch cùng với những hoa văn làm từ đồng nung nóng chảy để chúng bám lên bề mặt của sản phẩm. Tất cả gồm 7 công đoạn chính, trong đó gồm 108 công đoạn nhỏ. Một công đoạn trong đó là uốn tơ đồng, đem những sợi đồng nhỏ như tơ, sử dụng một cái nhíp để uốn những đoạn đường cung. Sau đó dùng bạch hồ quét dán. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo thần kỳ nhất. Những hoa văn phức tạp thể hiện tài nghệ tinh tế, tỉ mỉ theo từng milimet, kiên trì trong thời gian dài. Còn điểm lam là đem các loại thuốc màu nhỏ lên từng hoa văn trên sản phẩm. Các nghệ nhân bậc thầy rất chuyên tâm, chỉ cần hơi lơ là thì sẽ thành công dã tràng. Bên trong lò, nhiệt độ cao tới 600 độ. Mỗi một bước đều ẩn chứa sự nguy hiểm. Có thể nói, đồ tráng men cảnh Thái Lam đã đạt đến vị trí tuyệt nghệ với tính chất tinh túy chìm sâu bên trong sản phẩm. 5. Tảo tỉnh, vẻ đẹp của mái vòm kiến trúc cổ điển Trung Quốc. Bạn đã nhìn thấy điều gì như thế này chưa? Trong một số cung điện, miếu đình, ở chính giữa mái nhà thường thấy kiến trúc hình ô lọng, có dạng giếng lõm, hình vuông, đa giác hoặc hình tròn. Các hoa văn điêu khắc bên trong rất phức tạp, tinh mỹ và xa hoa phi thường. Đó chính là tảo tỉnh, hay còn gọi là giếng tảo. Nó có một lịch sử lâu dài, từ hơn 2.000 năm trước, sau đó phổ biến trong các kiến trúc hoàng gia và tôn giáo. Cấu trúc và hình dáng của tảo tỉnh cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy tráng lệ. Vào thời nhà Thanh, nó có thêm hình ảnh rồng cuộn được điêu khắc sống động. Kỹ nghệ của nó vô cùng phức tạp. Thợ thủ công không dùng đinh mà dùng mộng gỗ và đấu củng gắn kết với nhau. Nó là kỹ thuật cao nhất trong các kiến trúc cổ đại Trung Hoa, gần như đã thất truyền. Thật khó để tưởng tượng đây hoàn toàn là những công trình thủ công, không hề sử dụng đến máy móc hiện đại. Bất ngờ là nền nghệ thuật Trung Hoa đôi khi không thể hiện ở một công trình đơn lẻ, mà có khi là cả một ngôi làng đều được thiết kế theo một kết cấu kỳ lạ. 6. Đèn ngỗng Tây Hán, thiết kế tinh vi bảo vệ môi trường thời thượng. Đèn ngỗng từ thời Tây Hán cũng là một trong những cổ vật được chế tạo tinh vi. Đèn được làm từ đồng, bao gồm 4 bộ phận có thể tháo rời: đầu ngỗng, thân ngỗng, hai chao đèn và giá đỡ đèn. Thiết kế của chiếc đèn này được cho là rất thời thượng. Hai cánh chao đèn ở giữa có thể tự do xoay chuyển để điều chỉnh ánh sáng và chắn gió. Ngoài ra, phía trong bụng ngỗng còn có thể chứa nước. Khói đi qua đường cổ ngỗng hòa vào nước có thể làm giảm bớt ô nhiễm của khói dầu. Đây quả thật là một thiết kế tinh vi bảo vệ môi trường. 7. Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh kiếm nổi tiếng của Việt Vương Câu Tiễn được coi là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, là một thanh bảo kiếm quý giá của Trung Quốc. Trên kiếm khắc 8 chữ Việt Vương Cưu Thiển tự tác dụng kiếm, nghĩa là kiếm do Câu Tiễn tự chế tạo sử dụng. Điều thần kỳ của thanh kiếm này là sau hàng ngàn năm qua nó vẫn không gì. Sau khi thông qua một số thử nghiệm khoa học, thanh kiếm được phát hiện có phủ một lớp kim loại có chứa chrome. Bởi vậy mà kiếm hàng ngàn năm nay không bị gì. Thành phần hợp kim chính của nó là đồng, thiếc, chì, sắt, lưu huỳnh. 8. Bình tráng men chuyển tâm vô cùng sinh động. Chiếc bình chuyển tâm độc đáo này được chế tạo bởi các quan viên thời Càn Long. Công nghệ vô cùng phức tạp. Phía bên trong bình có đặt một chiếc chai rỗng có thể xoay chuyển. Ngoài ra có 12 hình nhân điêu khắc tỉ mỉ. Nếu dùng tay để chạm vào chúng, những hình nhân này có thể cử động thành các hoạt động như cuốc đất, ngồi xổm vô cùng sinh động. Các nhà chế tác thời Càn Long đã tạo ra khoảng 20-30 chiếc bình chuyển tâm, nhưng hiện tại chỉ còn lại một chiếc được lưu giữ trong Bảo tàng Nam Kinh. 9. Lư hương đồng, phát minh sớm hơn của Da Vinci 1.000 năm. Đây là một chiếc lư hương đồng được chế tác tỉ mỉ và khéo léo hình cầu.
Nó có tác dụng giữ ấm trong mùa đông, gần giống các loại túi sưởi mà chúng ta sử dụng ngày nay. Bên ngoài lư hương có hoa văn phức tạp, bên trong có thể đựng than nóng. Mùa đông, người Trung Quốc sẽ đặt nó trong chăn để giữ ấm cơ thể khỏi bị giá rét. Chắc chắn sẽ có người hỏi, cho than vào bên trong lư rồi mang lên giường, nó có thể làm cháy chăn không? Câu trả lời là không. Sự vi diệu của lư hương này nằm ở chỗ, cho dù nó xoay chuyển mọi hướng thì tàn lửa hay cho than đều không rơi ra ngoài. Lư hương này đã được người Trung Quốc cổ đại dùng cấu trúc con quay hồi chuyển cơ học để chế tạo. Phát minh này tính ra còn sớm hơn 1.000 năm so với phát minh tương tự của Da Vinci ở châu Âu. 10. Bình gốm cổ giá 41 tỷ đồng. Một chiếc bình gốm cổ cực kỳ quý hiếm của Trung Quốc từ thế kỷ 18. Trong phiên đấu giá diễn ra mới đây, nó được bán với giá cao kỷ lục 1,8 triệu đô la Mỹ. Chiếc bình tráng men màu xanh lam này cao gần 60cm, mạ bạc và vàng, được trang trí họa tiết gồm chim hạc, những đám mây, chim sáo, quạt và rơi. Đây là những biểu tượng của tín ngưỡng đạo giáo, tượng trưng cho cuộc sống lâu dài và tốt đẹp. Sự kết hợp các họa tiết vàng và bạc trên bình gốm cổ là rất khó đạt được về mặt kỹ thuật. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, người xưa đã làm được điều này một cách tinh xảo và mỹ diệu. Thú vị là, chủ nhân của chiếc bình này không thể ngờ giá trị của nó lại lớn như vậy. Ông đã đặt nó trong phòng bếp suốt 10 năm, cho đến khi chuyên gia New Stis phát hiện ra nó. Một vài cổ vật tinh xảo cũng đủ để cả thế giới phải ngả mũ thán phục trí tuệ và sự sáng tạo của người Trung Quốc cổ đại. Có cái mà dù có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, chúng ta cũng không thể tạo dựng ra được phiên bản thứ hai của chúng. Công nghệ và trình độ của cổ nhân quả thật để lại những dấu ấn khó phai trong lòng hậu thế, phải không các bạn? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của TCT Khám Phá ngày hôm nay. Đặng Hiểu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.